Ngay sau khi công bố 4 bệnh nhân thứ 95, 96, 97 và 98 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tiếp tục công bố bệnh nhân thứ 99 nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Bệnh nhân thứ 99 là nam giới, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bệnh nhân địa chỉ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân từ Paris, nước Pháp, lên chuyến bay của hãng hàng không Air France số hiệu AF258, số ghế 33H tới sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 18 tháng 3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh và được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận 12 lấy mẫu bệnh phẩm. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2. Chiều 22 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã thông báo ghi nhận thêm 4 trường hợp mới dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Cả 4 bệnh nhân này đều có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 2 giáo viên người Anh từng đi quán bar với phi công Vietnam Airlines là bệnh nhân thứ 91. Như vậy đến hiện tại, cả nước đã có 98 ca nhiễm bệnh COVID-19. Bệnh nhân thứ 95 là nam giới, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du học sinh Pháp từ tháng 1 năm 2019 đến nay. Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân từ Paris, nước Pháp, lên chuyến bay của hãng hàng không Air France số hiệu AF258, số ghế 34G, tới sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 18 tháng 3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có đau họng, ho nhưng chưa sốt, chưa khó thở và được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận 12 lấy mẫu bệnh phẩm. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân thứ 96 là nữ, 21 tuổi, địa chỉ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, bệnh nhân đã đi tới các quốc gia Bỉ, Đức, Cộng hòa Séc, Pháp. Bệnh nhân từ Pháp về Việt Nam quá cảnh Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu M392, số ghế 30E và nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Sáng 20 tháng 3, bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và được khám sàng lọc phát hiện có sốt, ho, chuyển bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cách ly điều trị, lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân thứ 97 là nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam. Bệnh nhân ở Malaysia trong 2 tuần trước khi về Việt Nam. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân từ Penang, Malaysia trên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 tới sân bay Tân Sơn Nhất cùng ngày. Ngày 14 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân có đến quán bar Buddha, nơi bệnh nhân thứ 91 cũng tới cùng ngày. Đến ngày 20 tháng 3 năm 2020, biết thông tin về bệnh nhân thứ 91, bệnh nhân thứ 97 đã tới phòng khám đa khoa FV Sài Gòn, quận 1 để khai báo tiền sử dịch tễ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kết luận dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân thứ 98 là bệnh nhân nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân thứ 98 là bạn cùng phòng với bệnh nhân thứ 97. Bệnh nhân thứ 98 nghề nghiệp là giáo viên ngoại ngữ tại Việt Nam. Bệnh nhân từ Penang, Malaysia lên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK1502 tới sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 6 tháng 3 năm 2020. Trong quá trình lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân có cùng bệnh nhân thứ 97 đến quán bar Buddha ở quận 2 vào ngày 14 tháng 3 năm 2020. Đến ngày 20 tháng 3, biết thông tin về bệnh nhân thứ 91 thì bệnh nhân thứ 98 đã cùng bệnh nhân thứ 97 tới phòng khám đa khoa FV Sài Gòn quận 1 để khai báo tiền sử dịch tễ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào ngày 21 tháng 3. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur Hồ Chí Minh kết luận dương tính với SARS-CoV-2.